Xin chào các anh chị nhà đầu tư và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Tâm. Trong thời điểm bất động sản gặp khó như hiện tại, nhưng Tâm vẫn không thể hiểu nổi là các cái nhóm đầu tư, các thầy bà lùa gà, các thầy bà trên mạng lại tiếp tục là tung ra những cái chiêu thức mới để lùa gà và thậm chí là thuyết phục, ra sức thuyết phục các nhà đầu tư vào những bất động sản mà được vẽ vời, được cam kết, được ước lượng để nhà đầu tư cảm thấy mình nếu mà không mua thì sẽ bị bỏ lỡ, và các nhà đầu tư nếu mà xuống tiền thì gần như là sẽ bị chôn vốn rất là lâu và có thể là mua với giá ảo. Thì anh chị đã biết bất động sản Trung Quốc nó đã đâu đó là vào cái bên dốc, cái sườn giảm, cái chu kỳ giảm là đâu đó khoảng tầm 3-4 năm rồi anh chị. 3 năm từ 2020, từ cái bắt đầu là nó triệu chứng thì nó có lâu, nhưng mà khi đổ vỡ của Evergrande anh chị thì thị trường nó mới bắt đầu thực sự là nó sụp đổ, nó suy giảm trầm trọng anh chị. Ở bên Trung Quốc cái quy mô của nó lớn hơn chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà nó có dừng lại không anh chị? Chưa. Sau 3 năm nó chưa dừng lại. Và mới đây nhất là Country Garden, công ty bất động sản cũng top đầu của của Trung Quốc, lại tiếp tục rơi vào cái cảnh mà nguy cơ vỡ nợ và phá sản. Toàn là những tỷ phú mà lúc đỉnh cao là đều xếp hàng đầu ở Trung Quốc anh chị, thậm chí còn vượt xa so với các tỷ phú công nghệ của họ. Và bây giờ là anh chị thấy các cái chính sách, các cái nỗ lực giải cứu của chính phủ Trung Quốc có thành công chưa? Việt Nam và Trung Quốc nó giống nhau về thể chế chính trị này. Cái quá trình mà phát triển kinh tế nó cũng tương đồng anh chị. Tuy nhiên Việt Nam đi sau. Nhưng là cái bối cảnh và cái cách mà giải quyết ấy, thì nó cũng có nhiều cái nó giống nhau anh chị. Đơn cử là thời điểm hiện tại là chỉ có Việt Nam và Trung Quốc là đang gọi là những cái mà những nước mà chúng ta thấy nổi bật ấy, là đang hạ lãi suất. Còn lại là các nước châu Âu, châu Mỹ hay là các nước khác thì có cái tiến trình là giữ lãi suất ở mức cao hoặc tiếp tục tăng lãi suất anh chị. Đấy, chúng ta thấy là có những cái tương đồng, và đặc biệt là Việt Nam Trung Quốc nó giao thương và nó vị trí nó có thể gọi là gần nhau nhất, và cái quy mô mà thương mại xuất nhập khẩu của hai nước là nó chiếm tỷ trọng lớn bậc nhất. Ở Việt Nam thì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn bậc nhất rồi anh chị, lớn hơn cả Mỹ tất nhiên rồi, chúng ta ở sát một bên. Đó là những cái đường chính ngạch anh chị. Còn những cái đường mà tiểu ngạch, những cái đường khác Việt Nam Trung Quốc thì anh chị biết rồi, những cái đường dây mà buôn lậu qua lại thì vô chừng vô kể. Đó là cái nền kinh tế nổi thôi, chúng ta thấy được thôi, chứ còn bên chìm bên trong thì nó rất là nhiều vấn đề. Và nó cho thấy rằng là chúng ta và Trung Quốc là mật thiết. Và Trung Quốc đến thời điểm này là năm thứ 3, năm thứ 4 rồi và vẫn chưa giải quyết, và thị trường bất động sản của Trung Quốc đang rơi vào trầm lắng. Và những cái chính sách mà một tặng một này, mua một tầng tặng một tầng này, mua một căn tặng một căn, thì như Tâm nói là nó sẽ giống tương tự như giảm 50% của giá trị bất động sản rồi đấy, mà nó vẫn chưa thu hút lại được cái nhà đầu tư quan tâm. Thì anh chị, bất động sản ở Việt Nam nếu chúng ta mới rơi vào vòng xoáy này khoảng tầm 1 năm thôi, và anh chị nghĩ nó có giải quyết được ngay trong 1 năm không? Không bao giờ. Clip trước mà Tâm đã chia sẻ với anh chị về cái bất động sản, nó hoàn toàn có cơ sở suy đoán rằng nó có thể đóng băng tới 2025, tới đầu 2025. Thì trong đó Tâm nói rất là nhiều cái vấn đề cụ thể và đặc biệt nổi bật. Đó là những vấn đề về trái phiếu và những vấn đề về, như anh chị biết ngay thời điểm này, niềm tin nhà đầu tư và nó cũng chiếm tỷ trọng lớn. Nhưng mà cái áp lực tỷ giá anh chị, hôm nay nếu mà giao dịch đô giao ngay thì nó lên tới 25.000 rồi. Còn đô trên tỷ giá, trên bản tỷ giá này nó cũng đâu đó, anh chị để ý nó cũng lên tới 24 rồi. Cái cơ sở này nó sẽ làm cho cái việc hạ lãi suất của ngân hàng nhà nước sắp tới rất là khó khăn. Ngân hàng nhà nước và chính phủ kêu gọi các ngân hàng
tư nhân và ngân hàng nhà nước thì hạ lãi suất đâu đó 1.5% hạ lãi suất cho vay anh chị. Đó là kêu gọi thôi nha anh chị. Chứ còn thực tế nếu mà làm được ấy thì ngân hàng nhà nước đã hạ ngay cái lãi suất điều hành tiếp thêm một lần nữa rồi, quyết liệt rồi. Còn cái đây là chúng ta không thể hạ được nữa mà chúng ta kêu gọi các ngân hàng, chính phủ kêu gọi các ngân hàng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp bất động sản và các doanh nghiệp sản xuất thôi anh chị. Cho thấy cái việc hạ lãi suất bây giờ là khó rồi anh chị, bởi vì áp lực tỷ giá rất là lớn. Đó là Tâm chia sẻ qua một số cái thông tin nó hơi vĩ mô hơi lớn. Còn bây giờ Tâm quay lại cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là bất động sản đang gặp rất nhiều khó khăn, thị trường ảm đạm nhưng mà lại xuất hiện nhiều cái đội nhóm tiếp tục muốn lùa gà các nhà đầu tư. Thì Tâm làm clip này không gì ngoài cảnh báo anh chị phải cẩn thận. Anh chị biết là cái việc mua bán bất động sản mà nó không có giá trị ở những vùng sâu vùng xa, hay là những bất động sản thậm chí nó ở vùng ven nhưng mà nó không có giá trị khai thác ngay, mà nó chỉ có những cái giá trị về đầu cơ thôi ấy, thì khi mà thị trường biến động thì nó giảm rất là sâu, rất là sâu. Nó giảm mạnh hơn so với các cái phân khúc và các cái sản phẩm khác. Và anh chị vào bây giờ là cực kỳ là rủi ro nếu anh chị không thương lượng được những cái mức giá mà mình kỳ vọng, thậm chí phải thấp hơn cái mức giá của mình kỳ vọng tốt hơn, cao hơn nữa anh chị. Tức là tăng cái biên độ an toàn cho anh chị, bởi vì rủi ro sắp tới á, Tâm nói rồi, hoàn toàn nếu mà những cái áp lực về việc Fed mà ở Mỹ lạm phát thì có xu hướng tăng trở lại, nếu mà có cái làn sóng thứ hai do là lao động và tiêu dùng nó không hề suy giảm anh chị, nền kinh tế nó vẫn ổn, thì Fed vẫn tiếp tục phải kiểm soát lạm phát. Nếu mà lạm phát tăng thì tiếp tục tăng lãi suất, thì Việt Nam trong năm 2024, đầu năm 2024, nếu mà nó ngân hàng nhà nước nó có những cái đảo chiều về lãi suất thì anh chị không biết nó như thế nào luôn. Những nhà đầu tư mà đi bắt đáy mà vay ngân hàng gì đó thì rất là khó khăn, kể cả không vay thì cái chắc chắn cái tài sản nó cũng sẽ giảm anh chị. Tuy nhiên nó là cũng là 50 50, bởi vì hiện tại thì chúng ta đang nỗ lực để giải cứu, và các cái biến số vĩ mô như vậy là chúng ta hoàn toàn không thể lường trước, mà chúng ta là xây dựng những cái kịch bản để cho những anh chị mà đầu tư thì anh chị phải tìm hiểu hết sức là sâu và quan sát, cũng như là nếu mà có quyết định xuống tiền thì anh chị cũng phải chọn những cái sản phẩm nó chuẩn, không sở dĩ mà ngay những vùng trung tâm ngay thời điểm này nó giao dịch được, là bởi vì những cái sản phẩm đó họ hoàn toàn là những sản phẩm mà giá trị thực và những nhà đầu tư họ có thể nắm giữ trong dài hạn được anh chị, và họ không sợ bởi vì nó là giá trị thực mà, nhưng cái biến động ngắn hạn của nó thì không có ý nghĩa nhiều. Thì anh chị để ý là nếu mà anh chị mà vào những cái bất động sản mà vào các cái đội nhóm lùa gà như là bất động sản nông nghiệp này, xa này, mà cái loại mà không phải là để giá trị khai thác nông nghiệp anh chị, chủ yếu là những cái bài toán đầu tư tài chính và bài toán lùa gà của các cái đội nhóm thôi anh chị. Và thứ hai là những bất động sản mà không có giá trị khai thác sử dụng thì anh chị là coi như là đi đổ vỏ giúp họ anh chị, hoặc là bị chôn vốn trong một thời gian dài thay cho những cái chủ cũ mà đã bắt bắt đáy vào cuối 2022, đầu 2023, hay là những người mà đã đu đỉnh vào năm 2022, 2021 ví dụ vậy. Và anh chị, cái việc mà anh chị nắm đu và ôm cái loại đất này trong 3 đến 5 năm là bình thường, Tâm khẳng định với anh chị là bình thường. Rất nhiều nhà đầu tư như vậy rồi. Có những cái vị trí vùng ven, những cái khu vực xa mà không có giá trị thực mà những nhà đầu tư mà mua năm 2008, 2009, 2010. Đó là những người mua đỉnh và những người đi, có những người là đi bắt đáy đó anh chị. Mà đến năm 2018, 2019 những nhà đầu tư này vẫn chưa về bờ. Anh chị hiểu là những cái biến động của giá của chu kỳ mới đấy thì nó vẫn không vượt qua được cái chu kỳ, cái đỉnh của chu kỳ cũ, hay là cái lưng chừng của chu kỳ cũ mà cái giá mà họ nhập vào đấy. Theo lý thuyết thông thường thì bất động sản nó sẽ, đồ thị của nó biến động nó sẽ theo là hình sin nhưng mà hướng lên anh chị. Tuy nhiên nếu anh chị và vào sai thời điểm này, nghĩa là anh chị vào chưa chắc đã là vùng đáy, hay là anh chị vào những cái sản phẩm mà nó quá xa vời so với giá trị thực, hoặc là cái số lượng sản phẩm nó quá nhiều đi nữa,
thì anh chị ngay cả chu kỳ sau anh chị vẫn chưa về bờ, để cho thấy rằng là cái rủi ro khi mà thị trường mà đi xuống ấy, thị trường suy giảm ấy mà anh chị đi mua ấy là nó cực kỳ lớn. Nên dù Tâm là môi giới, Tâm vẫn không mà gọi là ra sức thuyết phục hay là Tâm phải cam kết lợi nhuận này là anh chị mua đi là trong 1-2 năm là nó tăng nhân đôi nhân ba, không bao giờ anh chị. Bởi vì đó là cái rủi ro, bởi vì cái những cái người mà thực sự coi trọng đồng tiền của người khác, coi cái Tâm biết rằng là những nhà đầu tư người ta cũng phải là kinh doanh, cũng phải đổ mồ hôi để lao động để kiếm được tiền. Nhưng mà mình mà đi mình thuyết phục họ đầu tư vào cái thứ mà mình còn chưa gọi là chưa thực sự mà tin tưởng hoặc là mình chắc chắn á, thì mình cũng không dám anh chị. Nó ảnh hưởng tới trực tiếp tới nền kinh tế và nó ảnh hưởng lan ra các cái vấn đề về cuộc sống của họ nữa. Như anh chị biết cái đợt đợt suy giảm từ 2022 đến nay là biết bao nhiêu người vay ngân hàng, nghe lời môi giới vay ngân hàng đầu tư ở những vùng xa vùng ven mà phải bán nhà bán cửa, ngân hàng siết nợ phát mái nhiều lắm anh chị. Nếu anh chị làm trong nghề thì Tâm nói là anh chị sẽ gặp nhan nhản ra. Nên những cái giai đoạn mà Tâm cho rằng anh chị vào là những cái giai đoạn mà nó ở dốc của sự tăng trưởng, và cái điểm vào là cái điểm không phải là nên là vùng đáy mà là cái vùng mà nó bắt đầu tăng hoặc là nó đã tăng một ít rồi, thì anh chị vẫn còn cơ sở 2-3 năm tăng trưởng để anh chị vào anh chị kiếm được lợi nhuận khá, lúc đó mới là an toàn và tự tin anh chị. Còn những lúc này thực sự là rủi ro cho anh chị. Nếu mà ai đó nói với anh chị là những cái vùng đáy như thế này thì những cái lúc mà người ta không 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 vào, những cái lúc mà người ta thờ ơ với bất động sản để anh chị vào thì mới kiếm được lợi nhuận. Đúng anh chị, nhưng anh chị có đủ kiến thức, đủ cái thông tin về vĩ mô, đủ cái khả năng nhận định về một vùng của dự án không ạ? Nếu mà anh chị đầu và nó là đầu tư vào những cái khu vực tiềm năng và khu vực có giá trị khai thác giá trị thật, chứ còn anh chị đầu tư vào những cái thứ vu vơ, Tâm nói thật là nó hơi bị mơ hồ á, hoặc là những thứ mà chưa có giá trị thì nó cực kỳ rủi ro cho anh chị. Và hoàn toàn cả chục năm anh chị không về bờ là bình thường, chứ không phải là cái việc mà người đẻ ra đất không đẻ ra là anh chị mua là cứ tháng đâu. Rất nhiều nhà đầu tư ở vùng ven của Hà Nội và thậm chí một số vùng ven của thành phố Hồ Chí Minh là sau 6 7 năm 10 năm vẫn chưa về bờ. Có nha anh chị, nếu anh chị chọn sai đó. Và các cái đội nhóm lùa gà này sẽ sử dụng những cái hình thức mà anh chị phải hết sức cẩn thận, và những cái mục đích của họ để anh chị biết là họ thực sự là họ có muốn anh chị đầu tư vào để kiếm lợi nhuận hay là họ kiếm lợi nhuận. Theo Tâm thì cái mục mục đích của họ gồm ba cái lý do như vậy. Thứ nhất là họ, anh chị biết rồi, thời điểm này thị trường bất động sản đang khó khăn, họ muốn kiếm phí môi giới. Nhưng mà họ muốn kiếm phí môi giới bằng mọi giá, nghĩa là họ gặp những sản phẩm nào mà cảm giác là nó rẻ, nó dễ bán được thì họ sẽ lùa anh chị vào mua. Và nếu mà anh chị là những nhà đầu tư mà không đi khảo sát kỹ này, không nắm cái lịch sử giá của một khu vực này, không nắm những cái thông tin về hạ tầng mà có thể là nó làm nhưng bao lâu nó xong này, bối cảnh chung này, những cái yếu tố thậm chí là nó nằm ngoài cái khả năng mà anh chị biết nữa cơ, mà chỉ có những cái môi giới, những nhà đầu tư mà khu vực đó thì họ mới nắm rõ thôi, thì anh chị vào anh chị mua là chủ yếu là họ lùa vào để lấy phí môi giới. Cái thứ hai là những cái người, những cái đội nhóm này là được thuê để bia để ra hàng cho một vài cá mập mà người ta cảm thấy những người này có uy tín, có cái sự sức ảnh hưởng ở trên truyền thông, ví dụ như là các kênh như là Facebook này, các mạng xã hội đó anh chị, YouTube này, đó thì người ta thuê để người ta giải quyết cái đống hàng mà họ đang lỡ ôm tại cái khu vực nào đó mà bây giờ là người ta muốn ra hàng đấy, thì người ta chi tiền có thể là 1, 2, 300 triệu cho đến hàng tỷ đồng cho những cái người đó, miễn sao hoặc là ăn theo sản phẩm, nếu họ bán ra được bao nhiêu thì mình sẽ hưởng phần trăm trên cái số sản phẩm họ bán ra anh chị. Mà chủ yếu những khu vực đó hiện tại thì nó đang mất thanh khoản và đang giảm giá rất là sâu và không có nhà đầu tư vào mà gọi là để tạo thanh khoản đấy, thì bắt đầu họ sẽ tìm cách để họ lùa những nhà đầu tư vào đó.
và những cái con cá mập mà đang ôm hàng mà trong cái giai đoạn đỉnh rồi đó, rất rất nhiều anh chị vẫn đang còn ôm nhiều lắm, vài chục đến hàng trăm lô là bình thường đối với những cái người mà những nhà đầu tư mà đang ôm sản phẩm rất rất nhiều, đặc biệt là những cái khu vực mà đất nông nghiệp, đất 1.000 mét, các cái dự án mà các cá mập, các cái công ty mà bất động sản mà đang phân lô ấy đang nằm ở những cái khu vực như Cẩm Mỹ này, Long Thành này, Bảo Lộc này, Lâm Hà này, Đắk Lắk này, Đắk Nông này, Bình Phước này và một số khu vực khác nữa. Thì chủ yếu anh chị tâm đọc là anh chị thấy nó xa và nó là những loại đất như thế nào rồi. Nó nằm giữa đồi, giữa rừng, giữa cao su rồi đó. Mà bây giờ là tích cực là họ thuê những người ảnh hưởng, thậm chí là TikTok nữa, có một số TikTok nữa anh chị để ý đó, đi PR cho bất động sản. Và ý thứ ba, tức là ngoài cái kiếm phí môi giới bằng mọi giá này, cá mập chi tiền để thuê họ PR cái dự án, PR cái khu vực đó, tiềm năng gì đó để cho những anh chị mà đang hiện tại đang mất thanh khoản nhé, anh chị vào là anh chị hứng đạn ngay đó, là hoàn toàn anh chị có thể lỗ đơn lỗ kép và ôm vốn hàng chục năm đó, nó hoàn toàn có. Và ý thứ ba là những cái người này họ đã mua bất động sản, họ nhập hàng bất động sản ở khu vực đó vào và bây giờ họ lùa thêm người vào và họ đẩy giá lên, đưa ra những thông tin tích cực để đẩy giá lên. Đó là ba cái lý do mà những đội nhóm lùa gà hoặc là những công ty bất động sản mà lùa gà họ thực hiện để nhằm mục tiêu đạt lợi nhuận trên cái danh nghĩa là giúp các anh chị, các nhà đầu tư là có lợi nhuận trong vòng 6 tháng đến 1 năm đến 2 năm rồi nhân nhân đôi trong vòng 1 năm rồi cam kết mua lại trong 3 đến 6 tháng là 30%, 50%. Nó rất nguy hiểm và gần như không đạt được trong cái bối cảnh hiện tại nha anh chị. Anh chị đừng có nghe qua rồi lu mờ con mắt ra rồi kêu cầm sổ về ôm ngủ ngon là nó rất là sai lầm. Nếu anh chị mua và anh chị phải xác thực được bất động sản đó nó như thế nào, pháp lý đủ chuẩn và đặc biệt là lịch sử giá và tầm giá hiện tại nó có đáng để anh chị vào không, chứ không có cái chuyện mà anh chị bỏ ra một ít tiền mà anh chị chỉ mua rồi mua hết cái hàng ngộp hay là những cái bất động sản mà nó khu vực đó nó chỉ còn những cái vị trí đó đang bán thôi, anh chị mua vào cái là anh chị đẩy giá lên, anh chị đẩy giá lên thì ai mua vào cho anh chị, đó là đếm cua trong lỗ mà năm 2022 đã rất nhiều anh chị dính phải, rất rất nhiều khắp cả nước luôn anh chị. Và chỉ những người làm trong nghề họ mới hiểu thôi. Những nhà đầu tư nếu mà nghe những cái đội nhóm này mà tham lam mà phọc mô thì sẽ dính chửa ngay, hậu quả rất là thê thảm. Thậm chí tâm cho rằng nếu mà những cái biến số nó xấu chung của nền kinh tế và thị trường ấy, là đặc biệt là quan trọng nhất trong bất động sản tâm nói với anh chị, đó chính là lãi suất và thặng dư từ quá trình lao động sản xuất của doanh nghiệp thì hiện tại là vẫn chưa đạt được cái mức đó, nó còn xa lắm anh chị. Mọi thứ đang ở mức gọi là thu nhập thì giảm mà lãi suất thì vẫn đang ở, cho vay đang ở mức cao. Hiện tại là nếu mà thả nổi thì vẫn đang từ 13% anh chị. Và Tâm đã gặp rất nhiều anh chị mà nhà đầu tư mà có kinh nghiệm từ 2 chu kỳ rồi, còn già hơn thì những anh chị mà đi từ năm chín mấy thì Tâm không có gặp, nhưng mà những anh chị mà từ năm 2000 ấy thì hiện tại là tài sản của họ rất lớn, thì những anh chị này có rất nhiều kinh nghiệm mà họ chia sẻ những cái lời khuyên rất là bổ ích, và những anh chị này là gần như là không bị đu đỉnh hoặc là nhảy vào bắt đáy để cụt tay anh chị. Cái việc đi bắt đáy sản phẩm là một hành động rất rủi ro, rất nguy hiểm và nó phụ thuộc vào rất nhiều thứ, mà những anh chị nào mà không cẩn thận là hoàn toàn có thể là ôm bom, và thậm chí là điều cái việc đi bắt đáy chỉ dành cho những chủ đầu tư lớn anh chị. Còn những nhà đầu tư nhỏ lẻ, những người cá nhân, những cái đội nhóm, thậm chí là công ty bất động sản nhỏ thì họ phải nương theo cái sóng của thị trường, nương theo các chủ đầu tư lớn, sóng tin tức, sóng hạ tầng thì mới sống được thôi. Chứ còn anh chị nghĩ là mình đột phá so với những cái thị trường lớn thì rất là khó anh chị. Và đó là những cái lý do mà Tâm cho rằng anh chị phải hết sức cẩn thận trước khi xuống tiền, bởi vì tiền anh chị làm việc, anh chị đầu tư, anh chị kiếm ra tích lũy nó rất là khó. Khi mà anh chị có một số tiền rồi, anh chị phải hết sức là lưu ý để không phải
nếm cái mùi trái đắng mà chỉ vì nghe qua một cái bài truyền thông từ những cái trang như là Cà Phê F này, Cà Phê Beat này, hay là qua các cái video clip từ Facebook, từ YouTube mà anh chị đã tin tưởng một ai đó để anh chị xuống tiền thì nó hết sức nguy hiểm. Tâm nói nó nguy hiểm vô cùng và anh chị tuyệt đối là phải đi xem bất động sản thì mới xuống tiền nha. Còn những cái dạng mà sử dụng marketing truyền thông để hỗ trợ giá, đẩy giá khu vực nào đó thì nó diễn ra rất là phổ biến, nó để thu hút những nhà đầu tư. Chỉ vì nghe một bài báo mà nhiều người đã vội xuống tiền rồi, một bài một kênh YouTube hay là một cái bài báo PR về hạ tầng, về giao thông, nó quá là nguy hiểm. Nếu trong một chu kỳ lên thì anh chị có nghe hay không nghe, anh chị đi mua anh chị cũng thắng. Tâm nói thật, nếu trong một cái chu kỳ tăng trưởng của bất động sản mà đặc biệt là từ giai đoạn 2015 đến 2021, anh chị vào lúc nào Tâm nghĩ là cũng thắng, gần như là thắng, trừ những cái giai đoạn nổi sốt của một số phân khúc thì anh chị phải không được vào đu đỉnh này. Và thứ hai là những cái khu vực như là đặc khu Phú Quốc, Vân Đồn, Bắc Vân Phong, đó là anh chị vào anh chị đu đỉnh thôi. Còn lại cái mặt bằng giá của Thành phố Hồ Chí Minh và mặt bằng giá của vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội thì Tâm tin chắc kể cả chung cư, kể cả cái gì nó đều tăng hết. Là anh chị vào lúc đó thì nó dễ rồi. Chứ còn trong cái giai đoạn này là anh chị phải hết sức lưu ý, kể cả nó ngon, nó ngọt, nó hạ tầng hay là nó như thế nào thì anh chị cũng phải chú ý. Đặc biệt là những cái khu vực vùng sâu, vùng xa mà anh chị thấy giảm 50% anh chị vào bắt đáy. Anh chị nghĩ anh chị mua xong anh chị bán cho ai? Làm gì có người vào thanh khoản cho anh chị. Đó là những cái sức thu hút mà để PR, để đẩy hàng ra thôi. Giải quyết hàng rồi là họ họ đi thôi anh chị, họ biến luôn. Anh chị vào là anh chị ôm cả chục năm. Nên hết sức là lưu ý. Thì Tâm thấy có quá nhiều người là đang có ý định mà lùa gà, hoặc là đang lùa gà, hoặc là lùa lên xe buýt để đi, để dẫn các anh chị đi đi đầu tư các cái loại bất động sản mà nó quá xa vời giá trị thực và ở vùng ven đấy anh chị. Thì Tâm làm clip để Tâm cảnh báo. Khi mà anh chị mà đã nghe được những cái clip mà người ta đã cố tình PR rồi, anh chị sẽ nghe rất là hay. Thậm chí anh chị lên những cái chiếc xe buýt ấy, thì trên đó người ta làm thị trường khan hiếm sản phẩm các loại, rồi các cái trò cam kết lợi nhuận ở đấy thì anh chị sẽ chết ngay. Tâm không muốn điều đó xảy ra nên chia sẻ với anh chị. Nếu anh chị thấy clip này hay và có ý nghĩa thì ủng hộ Tâm một lượt like, một lượt đăng ký. Hẹn anh chị ở clip sau.